Chào mừng anh em đã trở lại với kênh Dụng Cụ Hình Gia. Thì hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần ha, thì em cũng sẽ tiếp tục lên cho anh em một số cái sản phẩm của Detong với Hukan. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em cứ liên hệ vào cái số điện thoại em ghi bên góc phải màn hình ha, thì em sẽ tư vấn và hỗ trợ cho anh em. Rồi thì đầu tiên là em sẽ lên cho anh em một vài cái món nhỏ nhỏ này. Những cái món nhỏ này thì bữa giờ anh em mua rất là nhiều luôn, anh em có thể mua kèm cũng được hoặc là gom lại mua cũng được ha. Đây là bộ ba mũi vít của Milwaukee, chuẩn nó là chuẩn BS2 nha anh em, và đầu của nó là đầu lục giác ha. Đầu lục giác thì bộ ba cái vít này á, cái size của nó là 5 sen này, 9 sen và 15 sen nha anh em. Ba cái là ba cái size, thì cái này từ tính nó ở mức vừa phải ha. Anh em lưu ý là cái này không phải là từ tính quá mạnh nha anh em, từ tính vừa phải thôi. Nhưng mà cái mũi này thì cái độ cứng của nó gấp 50 lần so với cái mũi bình thường, nên là anh em có thể là mua cái này sử dụng nó sẽ bền hơn rất là nhiều ha. Bạn không có bị tè đầu nha anh em. Rồi thì bộ ba mũi này hiện tại em đang hỗ trợ cho anh em về giá là 60.000 ha. Còn anh em nào mua lẻ thì cái mũi này giá sẽ là 15.000, mũi này giá 25.000 và mũi này giá nó là 40.000 nha, 15, 25 và 40 ha. Nhưng mà bộ ba mũi thì chỉ có 60.000 thôi. Rồi em mới về cái cục pin này là cục pin 8A của Hukan nha anh em. Pin rất là bự ha, dung lượng 8A luôn, khá là to. Pin này hình như là pin 20 cell lận, 20 cell 8A nha anh em. Thì cái cục pin này anh em có thể sử dụng cho các cái sản phẩm mà nó có cái tải nó nhẹ nhẹ xíu ha. Dòng xả nó là dòng xả 5C thôi nha anh em, cái này không phải là dòng xả cao ha. Nên là anh em ví dụ như xài quạt, xài đèn, xài một số cái thiết bị mà tải nhẹ thì nó rất là ok nha. Tại vì pin này nó dung lượng lớn, nhưng mà cái nên là cái thời gian của nó sử dụng nó sẽ được lâu. Đó, thì cái cục pin 8A này á, thì giá của nó là 870.000 ha, 870.000. Thì anh em sẽ được tặng kèm một cái bộ sạc của Marula như thế này. Đó, một sạc 1.5A. Đó, một bộ một pin một sạc thì giá nó là 870.000 nha anh em. Rồi đặc biệt là em sẽ có một cái combo mà gọi là combo anh em nào cũng cần. Đó, anh em nào cũng cần trong cái mùa nóng này. Đó là một cái bộ combo bao gồm là một cái cục pin 8A, một cái bộ sạc ha, một pin 8A, một bộ sạc, một cái quạt. Cái quạt này là quạt 700 mini nha anh em. Đó, cái quạt này thì bữa giờ em bán rất là nhiều nè. Quạt 700 mini của Hukan. Rồi thêm một cái đèn này là đèn 12 led 15W. Và thêm cho anh em một cái bộ chuyển nguồn điện từ 21V lên 220V. Đó, thì bộ 5 món như thế này ha, thì em sẽ hỗ trợ cho anh em mức giá là 1.350.000 và bao ship cho anh em trên toàn quốc luôn nha. Đó, một cục pin 4A nè, một cái bộ sạc nè, một cái đèn, một cái đồ chuyển nguồn điện và một cái quạt. Bộ này ha, giá là 1.350.000 bao ship. Còn anh em mua lẻ từng món thì giá nó sẽ cao hơn nha. Rồi, cái bộ này là cái bộ mà điện chuyển điện từ 21V lên 220V. Thì cái bộ này anh em nào mua thì giá của nó sẽ là 200.000 nha anh em, 200.000 ha. Rồi cái quạt 700 mini này, đường kính cái đường kính cánh của nó là khoảng 20 cm nha anh em. 20 cm ha. Rồi giá của cây này là 300.000 ha. Thì em đang giảm cho anh em còn lại là 250.000. Đó, rồi còn đây là cái đèn 12 bóng led 15W. Đó, cái đèn này thì giá của nó là 180.000, thì em đang giảm cho anh em còn lại là 150.000. Rồi, đó, thì anh em mua lẻ từng món thì có tính là cái này 250, cái này 200, cái này là 150, cái này là 870. Đó là tổng cộng lại thì đâu đó nó khoảng tầm 1 triệu khoảng 1.5 triệu nha anh em. Ha, 1.5 triệu. Nhưng mà anh em mua nguyên cái combo này thì em sẽ giảm cho anh em còn lại là 1.350.000, đồng thời là hỗ trợ bao ship cho anh em luôn. Thì cái bộ này là gọi là combo khá là chuẩn luôn nha anh em. Khi mà cúp điện á, thì cái đế chuyển này thì anh em có thể là xài được cho wifi nè, rồi xài bóng đèn ha. Đó, rồi còn cây quạt này thì anh em có thể là xài cho mùa nóng, rất là ok. Cục pin này thì rất là trâu rồi. Đó, rồi ngoài ra thì cái đế chuyển này thì anh em cũng có thể là sử dụng sạc điện thoại luôn. Đó, kiểu như thế này nè anh em. Đó, anh em mà ví dụ xài điện thoại của Samsung hoặc là của một số hãng mà nó có hỗ trợ những cái cổng sạc nhanh to như thế này nè, cổng sạc nhanh như thế này thì anh em cắm chuyển ra nên sạc rất là nhanh nha. Thì thay vì anh em vào cắm vào nguồn điện á, thì anh em có thể là cắm vào này anh sạc, anh em sạc ha. Rồi,
Rồi nguyên bộ combo 1, 2, 3, 4, 5 món ha, 1 triệu 350 ngàn nha. Đó, anh em cứ liên hệ nói là bán bộ combo 5 món là em biết nha. Giá rất là ok nha anh em. Cục này là cục 8A thì nó sử dụng cho đèn quạt rồi, rất là ok luôn. Rất là ok luôn nha anh em. Thời gian sử dụng nó rất là lâu ha. Rồi tiếp tục là lên cho anh em một cái con máy mài. Thì đây là con máy mài gọi là rẻ nhất trong cái phân khúc máy mài dùng pin. Thì nói chung là những cái đồ pin bây giờ nó rẻ lắm anh em. Đó, có nhiều anh em cứ thích mua chế từ máy khoan qua máy mài đồ thì nó rất là nguy hiểm nha. Nói chung là bây giờ nếu mà anh em có sẵn pin sạc rồi á thì anh em nên đầu tư luôn cái bộ máy mài này, tại vì giá nó rất là rẻ ha. Con máy mài này mã nó là 6400 của Hukan nha anh em. Anh em có thể nhìn vào thông số của máy đây. Đó, cái tem của Hukan thì họ làm nó hơi nhỏ chút xíu ha. Thì con này nó có tổng cộng 3 tốc ha. Tương ứng với 3200, 4800 và 6400 này. Đó, 3 tốc, đường kính đĩa của nó là một một tấc ha. Đó, nói chung là con này thì anh em làm xài cho gia đình đồ rất là ok ha, khỏi phải chế cháo gì hết. Anh em có pin sạc thì anh em nên sắm một con về xài, giá rất là rẻ. Con này giá 520 ngàn thì em đang giảm cho anh em còn lại là 450 ngàn nha anh em. 450 ngàn ha, rất là ok. Con máy mài màu vàng của Hukan, mã là AGS 6400 ha. Rồi, tiếp tục lên cho anh em một cái con máy mài cái phiên bản cao hơn một chút xíu, đó là con máy mài 6900. Thì đối với con 6900 này thì nó sẽ có một số cái tính năng an toàn, tức là như là tính năng mà đó, kiểu như là nó bị sốc ra, bị chống lật cổ tay ấy, bị kẹt đĩa thì nó sẽ tự ngắt ha. Đó, hoặc là cái tính năng bị bại đĩa thì máy nó cũng sẽ tự ngắt luôn nha anh em. Thì con này nó cũng có tổng cộng là 3 cấp tốc hơn, và tốc độ tối đa của con này nó lên tới là 6900 vòng trên phút. Đó, anh em có thể nhìn coi đây thông số của máy ha. Mã nó là AG6900BL, đường kính đĩa của nó là một tấc ha. Và tốc của nó là 2003 này, 4600 và 6900 ha. Đó, đường kính đĩa là một tấc nha. Rồi, dòng này là dòng 6900, thì con này gọi là con hiện tại là có nhiều tính năng an toàn nhất của Hukan hiện tại. Motor đúc led luôn nha anh em. Rồi giá của con này chỉ có là 670 ngàn ha, nhưng mà hiện tại anh em nào mua thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về mức giá là 590 ngàn nha. 590 ngàn con máy mài dùng pin của Hukan. Rồi, tiếp tục nữa là một cái phiên bản cao hơn của máy mài. Đó là cái con này là con 7200, cũng của Hukan luôn. Đó, thì anh em coi cái tốc của nó sẽ cao hơn. Rồi, con này có tổng cộng là 5 cấp tốc nha anh em. Thì ở dưới này nó có thiết kế là cái lọc bụi chống, cái lọc bằng 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 nhôm này. Đó, nó chống bụi về đi vào máy ha. Rồi anh em coi thông số của máy đây. Mã của nó là 7200 ha. Là em đưa lại gần cho anh em dễ nhìn. Tốc của nó là 2003, 4600, 6900. Và tốc cao nhất của nó là lên tới 7200 nha anh em, nhưng mà ở trên này không biết sao nó để cái dáng chỉ có là 6900 thôi. Rồi tổng cộng là con này tới 5 tấc thôi. Rồi con máy này thì giá của nó là 690 ngàn, và hiện tại thì em đang hỗ trợ cho anh em về mức giá là 610 ngàn nha. Đó, 610 ngàn cái con máy mài này, giá rất là ok ha. Đó, đó là ba con máy mài của Hukan. Đó, còn anh em nào mà muốn mua một cái dòng nó mạnh hơn nữa thì anh em có thể tham khảo cái con máy của Deptong. Đây là con AG100CB, cái con này là con máy huyền thoại của Deptong nha anh em. Rồi con này tổng cộng nó sẽ có 3 cấp tốc ha. Tốc tối đa của nó là lên tới 8.500 vòng trên phút này. Đó, là tốc 5.700, 7.000 và 8.500 ha, cũng đường kính đĩa một tấc. Con này thì nó nhỏ gọn nha anh em, thiết kế compact ha. Rồi, con này thì nó vẫn có chức năng là chống khởi động lại nha anh em. Đó, chống khởi động lại ha. Kẹt đá thì bể đĩa thì nó vẫn hỗ trợ ngắt cho anh em nha. Rồi con này thì giá của nó là 950, nhưng mà hiện tại thì em đang hỗ trợ cho anh em về mức giá là 750 ngàn cái con máy 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 mài của Deptong AG100CB ha. Đó, 750 ngàn thôi nha. Rồi tiếp tục nữa là một cái phiên bản cao hơn, đó đó là con này là con máy mài công tắc bóp nha anh em.
Mã của nó là AG100CB, thì con này AG100BT, thì đợt này cái phiên bản này nó là máy nằm đựng trong cái hộp đựng bằng 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 giấy chứ không phải bằng nhựa nha anh em. Giá của nó là 950 ngàn ha, thì đợt này anh em nào mà lấy thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về mức là 950, 950 ngàn, đồng thời là bao ship cho anh em trên toàn quốc. Bên cạnh đó là sẽ tặng cho anh em một cái bộ ráp đai như thế này. Nó bộ này thì ráp ra anh em sử dụng nó như một cái máy chà nhám anh em, nó cũng rất là hiệu quả hơn. Để hôm nào thì em ghép vào để cho anh em có thể tham khảo. Rồi, mã này thì tốc của nó lên tới là 7.500 vòng trên phút nha anh em. Motor rút led luôn. Rồi giá là 950 ngàn, tặng kèm cho anh em một cái bộ ráp đai như thế này. Đó, cái bộ này ráp như thế nào thì anh em có thể liên hệ thì em sẽ hướng dẫn chi tiết cho. Tức là coi như là biến nó thành một cái máy mài khuôn anh em. Máy mài khuôn ha. Đó, một bộ hai món như combo như thế này, 950 ngàn, bao ship cho anh em trên toàn quốc luôn. Nói chung là giá cực kỳ hời luôn nha anh em. Rồi, tiếp tục là một cái con máy mài, con này thì là AG100 Pro Max. Đó, bữa giờ thì anh em mua con này rất là nhiều luôn. Đây. Con này nó có tổng cộng tới Rồi, con này thì nó có tổng cộng tới 6 cấp số nha, 6 cấp số nha anh em. Và tốc độ tối đa của con này lên tới là 10.000 vòng trên phút. Và hiện tại là con máy AG100 Pro Max này là con máy gọi là xịn nhất của Decathlon hiện tại. Và cũng như là nó tích hợp nhiều công nghệ nhất hiện tại luôn nha anh em. Anh em coi thông số của máy nè, tốc độ của nó là 3.500, 5.000, 6.500, 8.000, 9.000 và 10.000 ha. 6 cấp số luôn, anh em có thể là điều chỉnh để anh em sử dụng thoải mái luôn. Rồi, motor rootless thì con này giá của nó là 1.250.000 ha, 1.280.000 chứ. Nhưng mà anh em nào mua thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về mức giá rất là hữu nghị ha, chỉ có 1.150.000 thôi. Anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ giùm em. Rồi, đặc biệt có rất là nhiều anh em khi mà mua những con máy mài như thế này, của kể cả của Decathlon và kể cả của Hukan luôn, thì anh em kêu là về thì gắn vào mới có chạy chút xíu là nó hết pin liền. Thì anh em lưu ý là ví dụ như những cái cục pin của anh em mua cái cục pin to chà bá lửa mà có vài trăm ngàn á, thì những cái pin đó là cái pin chất lượng nó rất là kém anh em. Nên mà cái máy mài á là một cái thiết bị gọi là nó ăn dòng rất là lớn, nên là nhiều khi anh em gắn vào thì nó chạy chỉ có đâu đó khoảng tầm vài phút là nó ngắt, nó hết pin, là cái đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Thì để mà sử dụng cho những cái con máy mài của kể cả của Decathlon, kể cả của Hukan á, thì anh em có thể tham khảo một cái dòng pin gọi là siêu ngon của hiện tại nha. Cái pin này là rất là ok này. Pin này dòng xả 15C của Hukan. Đó, con này là mã nó là G2, anh em coi này. Mã của nó là G2FX15C 4.000 ha. Đó, tức là cái pin này dòng xả của nó là 15C và dung lượng của nó là 4A. Pin này là pin 10 cell ha. Đó, của Hukan. Nói chung là cái cục pin này là cục pin xịn nhất của Hukan hiện tại nha anh em. Dung lượng 4A thôi nhưng mà xịn nhất của Hukan hiện tại. Thì cái thiết kế của nó bọc cao su xung quanh này, nó chống va đập và nó chống rơi, thì kiểu như nó rơi xuống thì nó cũng chống va đập nha anh em. Nó rất là ok ha. Và thiết kế màu đen cũng rất là đẹp, đặc biệt là con này thì nó có thêm cái cọng sạc bằng adapter. Thì có nhiều khi á, ví dụ như đối với một số cục pin mà nó không có cái cọng sạc adapter này, anh em đi làm công trình thì đó bắt buộc anh em phải mang theo cái đế sạc đó. Còn ví dụ như có cục sạc adapter này, nhiều khi anh em trong cái túi đồ nghề của anh em nó đã nhiều đồ rồi ha, thì anh em có thể là đem cái sạc dây sạc adapter nó rất là gọn ha. Rồi, cái cục này thì giá của nó là 720 ngàn, có tặng cho anh em một cái đế sạc 2.0 ha, 2.5 chứ, tặng kèm cho một cái đế sạc 2.5 đó. Đó, thì giá hiện tại em đang hỗ trợ cho anh em về mức giá rất là hữu nghị đó, chỉ có là một cái cục pin và một cái cục sạc, giá hỗ trợ cho anh em chỉ có 650 ngàn đó. Đặc biệt là khi mà anh em lấy cái combo cái pin với sạc này với bất kỳ thân máy nào ha, kể cả thân máy của Hukan, kể cả thân máy của Decathlon, thì em đều miễn phí ship cho anh em trên toàn quốc luôn. Đó, ví dụ như anh em lấy với cái con khoan này đi, này là con 10 ly đúng không, con 10 ly của Hukan, thì con khoan này hiện tại là giá của nó là 400 nghìn đó. Nhưng mà anh em lấy 400 nghìn là chưa bao gồm phí ship nha, phí ship thêm là 30 nghìn nữa. Nhưng mà anh em lấy kèm với cục pin 5A, cục pin 4A của Hukan như thế này đó, gắn vào rất là đẹp luôn, tông xịt tông luôn nha. Đó, thì
Em sẽ hỗ trợ bao phí ship cho anh em luôn nha. Đó, hỗ trợ bao phí ship ha. Lấy combo thì sẽ bao ship riêng với cục pin 4A này nha. Còn ví dụ với một số cái combo pin khác thì cái này thì tùy vào cái chương trình, chứ không phải là cứ lấy theo combo là được bao ship, anh em lưu ý ha. Rồi, đó, nói chung là nên là anh em mua pin xài cho máy mài hoặc là những cái máy có cái công suất nó lớn á, thì anh em có thể là cân nhắc lựa chọn cục pin 4A của Hukan này, hoặc là có thể là lựa chọn những cái dòng pin Bluetooth của Decton, pin EVE cũng khá là ok, những cái dòng pin dòng sẽ cao á. Còn anh em mà mua những cục pin mà tầm 200-300 ngàn, mà cục pin bự chà bá 5 cell, 15 15 cell, 20 cell là anh em sử dụng không có được đâu nha. Sử dụng nói chung là xài một chút xíu là nó ngắt liền à. Rồi, đó là một số cái dòng máy mài. Tiếp tục em sẽ lên cho anh em một số cái dòng máy, đây một số dòng máy bán siêu chạy trong những ngày vừa qua. Đây là con X4IMB ha. Đó, X4IMB. Thì cái con X4IMB này á, thì hôm qua giờ em đang chạy cái chương trình đó là vừa giảm giá vừa bao ship cho anh em luôn, anh em mua rất là nhiều. Đó, cái con X4IMB này thì giá của nó là 450 ngàn ha, mua cái thân máy nha, chưa bao gồm pin sạc. Thì máy hôm nay thì em đang hỗ trợ cho anh em về mức giá là 400 ngàn và bao ship cho anh em trên toàn quốc luôn. Đó, rất là ok nha, thân máy. Thì đây là thông số của cái máy nè, anh em có thể nhìn thấy ở đây. Con này thì nó có tổng cộng là 3 tốc ha. Tốc cao nhất của nó là 2800 vòng trên phút ha. Nói chung là nó làm hơi mờ một chút xíu, 2500 vòng trên phút thôi. Đó, motor là motor rootless, đầu của này là đầu 201 ha, tức là anh em có thể vừa bắn bu lông được, vừa siết vít được luôn nha, đầu 201. Thì nói chung là con này nó sẽ hơi đa năng một chút xíu, tức là anh em cũng có thể sử dụng nó để làm khoan được luôn, sử dụng những mũi khoan đa năng để anh em khoan cũng được. Đó, nhưng mà con này thì nó chỉ mở những ốc vừa phải thôi, ốc lớn quá nó mở không được nha anh em. Ví dụ như ốc tầm mười mấy đổ lại là mở ok, còn ví dụ như ốc 20 mấy thì nó không mở nổi đâu ha. Nó mở tại vì lực của nó chỉ có 330 N thôi mà. Motor là motor rootless. Rồi, thân máy hiện tại em vẫn hỗ trợ cho anh em về mức giá là 400 ngàn ha, và đồng thời là bao ship cho anh em trên toàn quốc luôn, đầu 201. Nói chung là phiên bản này rất là đẹp anh em, phiên bản này màu xám rất là đẹp ha. Hiện tại là Hukan họ đang nâng cấp qua những cái phiên bản màu xám khá là ok. Ở trên này nó sẽ có chức độ chỉnh này, rồi có chức năng auto stop luôn này. Đó, hoặc là chế độ bình thường. Nói chung là với 400 ngàn anh em mua được con máy như thế này, bảo hành cho anh em 6 tháng thì anh em sử dụng rất là ok nè. Rồi, lực 330 N. Tiếp tục một cái con khoan cũng bán rất là nhiều trong những ngày gần đây luôn. Con này là con khoan 65 N của Hukan, mã của nó là G2. Đây anh em coi nè, rồi mờ quá rồi, nó nhỏ quá anh em. Cái tem của Hukan không biết họ làm sao quá nhỏ xíu à. Nói chung là con này con khoan đầu 10 ly 65 N, mã của nó là M2MK1065B ha, 65 N nha. Con này là con 3 chức năng. Thì cái mũi vít này là dùng để bắn vít nè, mũi khoan dùng để khoan cổ sắt, và cái chức năng búa dùng để khoan tường ha. Đó, đầu 10 ly. Motor là motor rootless nha anh em, 2 cấp tốc độ ha. Lực của nó là 65 Nm. Thì con này anh em có thể sử dụng trong gia đình cũng khá là ok, nhỏ gọn ha. Nên nào mà thích nhỏ gọn thì anh em sử dụng con này. Rồi, cái thân máy giá là 400 ngàn. Đó, anh em nào mà lấy kèm, nói chung là lấy con khoan này nên lấy luôn cái cục pin này, thì thêm 650 nữa, tổng là 1.050.000 bao ship cho anh em nha. Màu xám rất là đẹp ha. Con khoan này là con khoan em bán rất là nhiều ha, bán cực kỳ nhiều luôn. Trong vòng một tháng em bán con này đâu đó cũng khoảng tầm gần 100 chiếc, nó rất là kinh khủng. Rồi, tiếp tục là cái con, một cái con nữa là con chiên vít trượt ha. Con này vít trượt. Rồi, vít trượt này lực của nó là 55 N nha. Đó, mã của nó là CVT555 ha, lực 55 N. Ở đây nó sẽ có hai cái chức năng. Chức năng bắt vít là anh em sẽ chỉnh cái vòng này, và chức năng khoan, khoan thì anh em sẽ bạn qua đây. Và khi mà chức năng khoan á, thì anh em sẽ gắn mũi khoan, ví dụ như con này anh em muốn khoan tường thì chuyển qua chế độ là anh em sử dụng mũi khoan đa năng giùm em ha. Rồi, con này thì em gần hết hàng rồi, chắc chắc còn đâu đó chưa tới chục con nữa, chưa tới chục con ha. Và hiện tại là bên hãng cũng đang hết hàng luôn, nên là anh em nào mà đang có nhu cầu mua con này thì anh em nhanh tay mua giùm em, tại vì số lượng nó còn không có nhiều. Đó, con 1065, cái con mà khoan này á, thì em còn nhiều nè, vẫn còn nhiều nè, cái con này vẫn còn hàng nè,
nhưng mà giá đang tốt ha, thì anh em có thể tranh thủ cân nhắc để mua. Còn cái con này á thì giá nó cũng đang tốt mà hàng nó thì cũng gần hết rồi. Con này thì hiện tại kho em chỉ còn dưới 10 con và em nghĩ thì bán đâu đó khoảng tầm hết tuần này thì nó cũng sẽ hết luôn nha. Đó, giá của nó là 400.000, em đang giảm cho anh em còn 360.000 thôi. 360.000 cái con chiên vít trượt này. Rồi, tiếp tục là một cái con chiên vít búa. Đây. Đó, con chiên vít búa này thì dùng để bắn tôn nè. Anh em nào mà làm bắn tôn bằng quảng cáo rồi thì anh em tham khảo sử dụng con chiên vít TD173 này của Hukan ha. Đó, con này thì nó làm rất là đẹp anh em. Nó thiết kế theo cái kiểu cái form của con Makita á. Đó, thì nó có hai màu, màu vàng và màu xám ha. Thì tùy vào anh em thôi, anh em nào thích màu gì thì anh em có thể lựa chọn. Lực của con này đó là 180 Nm/m. Nói chung là con này đem đi bắn tôn là hết bài luôn. Rất là nhỏ gọn, bắn rất là ok ha. Rồi, con này thì con này là con chiên vít búa nha anh em. Vít có búa ha, chuyên dùng để bắn tôn rồi. Cái con này dùng để khoan rồi nó cũng không ok lắm đâu. Giá của con này thì là 570.000. Đó, em đang sale cho anh em còn lại là 490.000 ha. 490.000 ha. Rất là ok. Cái thằng ấy cái con này giá nó cũng rẻ lắm anh em, 490.000 là cực kỳ rẻ luôn. Rồi, anh em nào mà muốn cao cấp hơn một chút xíu thì anh em có thể tham khảo cái con này là con dòng Gen 2. Tức là những cái một số cái dòng Gen 2 của Hukan thì họ sẽ bảo hành cho anh em là 12 tháng. Ví dụ như con vít búa 250 này bảo hành cho anh em là 12 tháng này. Rồi cái cục pin này cũng bảo hành cho anh em 12 tháng luôn. Đó, con này thì nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều, đặc biệt là con này chạy nó sẽ cảm giác là nó ít nóng hơn. Nó sẽ không có nóng nhiều bằng so với một số cái dòng mà tương tự ha. Nên là cái phiên bản này thì anh em cũng có thể cân nhắc, có thể sử dụng. Anh em có thể bật đèn, tắt đèn luôn. Đèn nó rất là sáng nha. Rồi, cái con này giá của nó là 980.000. Cái thân máy ha, thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về mức giá là 900.000 ha. Anh em nào có nhu cầu thì anh em liên hệ. Nói chung là con này xài ngon, nhiều anh em đã test và nhiều anh em đã sử dụng chứ. Đã sử dụng đi làm công trình. Tại vì con này về được đâu khoảng cuối năm rồi thì có rất là nhiều anh em đã mua và sử dụng và phản hồi rất là tốt về con này. Đó, nên là anh em cũng có thể là cân nhắc sử dụng con này. Rồi, giá 900.000 nha. Rồi, tiếp tục là một cái con chiên vít búa của Deadton. Đó, con này thì lực của nó là 230 N. 230 N ha, có 3 cấp lực. Nói chung là con này cũng bắn tôn đồ cũng rất là ngon, vít búa mà. Nhưng mà so về cái độ mạnh thì nó khá là mạnh, nhưng mà về độ nhỏ gọn thì nó cũng không có được nhỏ gọn lắm ha. Rồi, con này thì giá hồi trước của bên hãng nó bán là tới 920.000 anh em. Nhưng mà hiện tại thì em hỗ trợ cho anh em về mức giá gọi là cực kỳ hữu nghị luôn, chỉ có 650.000. Đó, và số lượng cũng không có còn nhiều ha. Cái con này giá 650.000 em còn rất là ít ha. Anh em nào có nhu cầu mua thì anh em liên hệ giùm em. Lực của nó lên tối đa là 230 Nm/m. Có màu xám và màu đỏ nha. Đó, ở đây có cái nút điều chỉnh thì anh em điều chỉnh nè. Ba tốc ha. Rồi, chế độ auto stop. Rồi, hai lực 230 N ha. Giá con này là 650.000. Rồi, thêm nữa một cái con bu lông mà cực kỳ ok luôn. Nói chung con bu lông này lực của nó là 520 Nm/m nha anh em. Mã của nó là nhớ mã gì đây. Nói chung là lực của nó là 520 N ha. Đầu của nó là 1/2 inch. IWH520G. Ba cấp tốc độ nha anh em. Thì nói chung những anh em nào mà làm về xe máy đó thì anh em có thể cân nhắc sử dụng con này. Lực 520 thì anh em cũng có thể mở được những con ốc của trên xe máy, ốc bánh sau xe Tiga là ốc nồi, nó vẫn mở ok nha. Rồi, giá con này là 980.000. Hiện tại thì em đang hỗ trợ cho anh em về mức giá cực kỳ dễ chịu luôn, chỉ có 690.000 nha. 690.000, đồng thời bao ship cho anh em luôn. Thì anh em lưu ý là những cái máy nào em có báo trên clip là bao ship thì em sẽ bao ship ha. Còn những cái máy nào em không có báo gì hết là nghĩa là nó còn thêm cái phí ship nha. Đó, và những cái món ở đây thì em đang báo là báo về thân máy thôi, chưa có pin sạc. Anh em muốn mua pin sạc thì anh em có thể ghép vào. Ví dụ như ghép với cục pin 4A của Hukan như thế này thì thêm 650.000 ha. Rồi, ok. Tiếp tục là một cái con khoan mà gọi là rất là xịn sò của Deadton. Con này là con 1385 nha anh em. Con này nó có nhiều chức năng lắm nè.
Đây là chức năng tạo xung ha. Đó, có nhiều anh em hỏi chức năng tạo xung là chức năng gì, thì nó là chức năng như thế này. Thì với cái chức năng xung này á, thì anh em sử dụng nó để khoan mồi. Đó, ví dụ như anh em khoan vào một số cái vật liệu mà nó trơn á, ví dụ như là gạch men hoặc là kim loại đi. Đó, thì anh em khoan nó hay bị trượt 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 á, thì đây là một cái giải pháp mà để cho anh em khoan cái độ chính xác của nó sẽ cao hơn. Đó, tức là khi anh em bóp cái cò nhẹ thì nó sẽ chạy như thế này, thì nó sẽ giúp nó nhồi, ví dụ như khi anh em đẩy vật liệu đi sẽ nhồi 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 như thế này ha. Thì đó, nó kiểu nó nhồi như cái tu vít anh em, nó nhồi xuống thì là nó sẽ giữ được cái vị trí cho mình ha. Còn ví dụ như bình thường anh em khoan mà lực đều á thì nó sẽ xoay ha, nó sẽ xoay, nó làm chạy cái mũi khoan đó. Nên là con này cái chức năng này rất rất là hay ha. Rồi ngoài ra đầu của nó là đầu 13 ly auto lock ha. Đó, có ba cái, có ba cái chế độ này, chế độ bắt vít này, mũi khoan này, dùng để khoan gỗ sắt này, chế độ mũi vít dùng để bắt vít này, chế độ búa này. Rồi có chức năng anti kickback luôn. Đó, tức là khi mà anh em khoan bị kẹt mũi đó thì nó sẽ không có đá cái đít lên này. Đó, rất là hay ha. Đó. Rồi. Thêm chức năng là anh em có thể bật tắt đèn luôn. Đây. Đó, đèn sáng ha. Ok nha. Rồi, nói chung là đây là một con máy mà nếu anh em sử dụng trong gia đình là có thể cân nhắc sử dụng ha. Con này thì nó quá đã đi. Một trong những con mà bán chạy của Deston trong năm vừa qua. Và nó rất là hot luôn. Thứ nhất là thiết kế đẹp nè, chức năng đầy đủ, tính năng đầy đủ luôn, tính năng an toàn quá trời ok luôn. Rồi con này thì giá lúc trước của nó là 1.190.000. Đó, 1.190.000 nha. Và hiện tại thì anh em nào mua thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về mức giá là 1 triệu ha. 1 triệu nha anh em. Anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể tham khảo. Rồi. Tiếp tục đây. Đó, thì bữa giờ cái con mà khoan 120 niêu của Deston nó hết hàng. À, thì đây là một cái giải pháp mà để cho anh em thợ điện lạnh anh em có thể cân nhắc xài. Thì con này rất là khỏe, em đã test thử và cảm nhận được cái độ mạnh của nó nha anh em, rất là mạnh, rất là ok nha. Nó khoan quá đã luôn, khoan gỗ sắt rồi khoan tường đồ rất là ok, hút lõi cũng được luôn. Thì con này lực của nó là 100 niêu ha, mã của nó là ID13100 plus. Thì đây là thông số của cái máy nè. Đó. Rồi cái tem này thì nhìn càng không thấy luôn. Nói chung là con này lực nó khỏe lắm nè. Lực của nó 100 Newton nhân mét ha. Đầy đủ chức năng, có chức năng anti kickback luôn. Anti kickback chủ động, tức là anh em có thể tắt mở tùy ý. Rồi chức năng eco turbo nè. Đó. Rồi, nói chung là con này ok. Đó, nó hiện tại là nó có ba phiên bản ha. Phiên bản thứ nhất là phiên bản máy đựng nằm trong cái hộp đựng bằng giấy. Nó có màu xám, màu đỏ và màu xanh, màu vàng. À, màu xanh, đúng là xanh đỏ xám vàng luôn. Thì giá của nó là 1 triệu mốt nha anh em. Còn anh em nào mà lấy phiên bản hộp nhựa thì em sẽ hỗ trợ cho anh em giá là 1 triệu 2. Còn anh em nào mà lấy nó có thêm phiên bản thứ ba là phiên bản có tạo xung thì giá của nó là 1.350 nha. Đó, thì anh em mà thợ điện lạnh thì em có thể là cân nhắc sử dụng con này. Tại vì con 13120 thì thứ nhất là nó nặng, cái thứ hai là kinh tế cái giá trị tiền nó cũng mắc hơn khá là nhiều. Con này thì anh em xài thì mau thu hồi vốn hơn và nó cũng đáp ứng được những cái nhu cầu cơ bản của anh em. Đó, con này thì anh em thợ điện lạnh có thể cân nhắc ha. Còn nếu mà gia đình đó, thì anh em nên sử dụng con này. Đó, anh em gia đình thì không nên sử dụng con này thì nó hơi nặng một chút xíu nè. Nói chung gia đình sử dụng con này là quá ok rồi. Rồi. Tiếp tục là có cái đèn. Đây là cái đèn đó. Đèn này thì bữa giờ hết hàng ha. Bữa giờ em hết hàng mới vừa về lại thôi. Rồi, giá của nó là 450.000 thì em vẫn hỗ trợ cho anh em lại mức giá là 350.000. Anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể tham khảo để anh em mua. Yeah, giá rất là ok. Rồi tiếp tục đây là một cái con máy khoan, à là máy bơm ha. Máy bơm xe ô tô, bơm xe máy. Nói chung là bơm xe máy thì nó sẽ ok hơn. Còn bơm ô tô thì nó hơi khoai một chút xíu. Đó, thì anh em cũng có thể cân nhắc anh em sử dụng. Đó, thì đây là con máy của chúng ta ha. Nó vừa sử dụng để làm một cái sạc dự phòng, vừa sử dụng để bơm xe luôn. Có đi kèm theo một cái sợi dây có cổng sạc sạc tai xi ha, một cái ống một cái dây hơi ha. Đó, dây hơi thì anh em chỉ cần nối vào như thế này. Ok. Rồi, anh em chỉ cần giữ cái nút nguồn này. Đó, bấm.
Nói chung là nó bơm rất là nhanh nha anh em. Cái con này thì khi mà em bơm cái xe máy, cái bánh xe máy em xả hết hơi luôn, xả hết hơi thì khi mà bơm đầy hơi á thì nó đâu đó khoảng tầm 1 phút, hơn 1 phút là nó đầy hơi rồi. Nên là con này thì nó bơm cũng khá là hiệu quả cho xe máy, xe đạp, bơm banh đó. Còn ví dụ như bơm ô tô thì nếu mà cái bánh xe nó xẹt quá thì có thể là hơi nó không đủ. Còn nếu mà cái bánh mà nó non thì anh em có thể bơm được nha. Rồi có đèn pin nha, đèn pin chức năng SOS này, chức năng đèn pin này, SOS này, đó sử dụng nó như một cộng cái sạc dự phòng được luôn. Tức là ở đây nó sẽ có cổng ra USB này và cổng vào cổng Type C ha. Tức là anh em sạc bằng cổng Type C và lấy điện ra là cổng USB. Nó vừa sử dụng nó như một cái sạc dự phòng được luôn. Rồi, ok. Cái con máy này thì giá của nó là 660 ngàn, nhưng mà em hỗ trợ cho anh em về mức giá là 460 ngàn ha. 460 ngàn hỗ trợ cho bao ship cho anh em trên toàn quốc luôn nha anh em. Và đồng thời á, riêng đối với cái mã này á, nếu mà trong vòng 1 tuần đầu anh em sử dụng, nếu mà nó bị lỗi kỹ thuật gì đó thì em sẽ đổi hoàn toàn miễn phí cho anh em luôn. Tức là anh em sử dụng mà có trục trặc gì đó trong vòng 1 tuần đầu đó, báo em. Ví dụ như anh em xài mà thấy pin nó ví dụ như đang bơm mà nó bị trục trặc gì đó, anh em cứ gọi cho em ha. Báo là máy nó bị trục trặc thì em sẽ gửi đổi mới cho anh em luôn, nên là anh em yên tâm sử dụng nha. Sản phẩm này thì bảo hành cho anh em là 6 tháng ha. Đó, giá thì cực kỳ rẻ luôn. Em nói thiệt, ở trong nhà thì nhiều khi ví dụ như cái xe nó xẹp một chút xíu, anh em để lâu ngày nó bị xẹp á, mà kiếm cái bơm kiếm không được, mà đi dắt đi ra ngoài tiệm thì nó quá xa. Còn nếu mà chạy luôn á thì cái lớp nó bị hỏng đó, mỗi lần anh em thay cái lớp nó cũng hết là mấy trăm ngàn rồi anh em. Đó, nên là cái này là một cái giải pháp khá là hữu ích ha. Đó, giải pháp khá là hữu ích, chỉ có 460 ngàn bao ship cho anh em luôn. Cái bơm này anh em bỏ trong nhà anh em xài, nó bơm bơm bánh xe đồ rất là ok. Rồi tiếp tục là một cái, đây là một cái con máy chà là tâm á. Con này thì nói chung là chân pin D21 và bên hãng hiện tại là cũng hết hàng luôn rồi anh em. Đó thì còn cái lô cuối cùng khoảng 50 chiếc thì em lấy hết luôn rồi. Nói chung là con này giá rất là ok và chất lượng nó cũng ngon lành, nên là em lấy hết về luôn. Đó, cho anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể tham khảo để anh em mua ha. Đó, ở dưới này thì nó sẽ có là cái đế nhám nha, đi kèm cho anh em là nó sẽ có 3 tờ giấy nhám như thế này và có một cái ống để hút bụi ha. Thì cái sản phẩm này giá của nó là 400 mình như ta 490 ngàn, 490 ngàn có tặng kèm cho anh em thêm một cái đế chuyển như thế này ha, 490 ngàn tặng kèm đế chuyển. Nói chung là rất rẻ, đế chuyển này là chuyển qua chân M21 đó. Còn anh em nào mà không không lấy đế chuyển á, thì em sẽ trừ ra cho anh em thêm 100 ngàn đó, 490 ngàn tặng kèm đế chuyển ha, không lấy đế chuyển là trừ ra cho anh em 100 ngàn luôn, rất là ok. Nói chung là con này anh em mà làm ngành mộc hay là đánh bóng gì đó thì anh em có thể cân nhắc sử dụng. Tức là cái này anh em có thể sử dụng thành nó là cái thành chân phổ thông luôn anh em. Ví dụ pin này là pin M đúng không, em gắn vào anh em xài nó bình thường không có vấn đề gì luôn. Đó, gắn vào xài rất là ok luôn, rất là tiện lợi, giá rất là rẻ luôn anh em, giá cực kỳ hời luôn. Mà anh em biết rồi, những cái dòng D21 thì bên hãng họ làm rất là chất lượng nha, chất lượng cực kỳ ok luôn. Rồi số lượng thì nó cũng không có nhiều quá, số lượng thì em chỉ lấy về 50 con bán hết là coi như là hết hàng luôn. Rồi tiếp tục là bên hãng họ có về thêm cái con máy chà mấy đánh bóng lịch tâm anh em. Nó con này thì nó về hôm bữa giờ là mấy hôm nữa, từ hôm thứ bảy ha, về từ hôm thứ bảy hay là thứ sáu gì đó em không nhớ rõ lắm, nói chung là về mấy ngày rồi, nhưng mà cũng không có thời gian để lên cho anh em ha. Thì hôm nay thì mới bung cái máy ra này cho anh em coi, thì bữa giờ cũng có rất là nhiều bên review rồi. Rồi đây nó có tặng kèm phụ kiện cho anh em này, cái này cái một hai quá trời luôn, miếng lông cừu rồi sắp giấy nhám đó. Nói chung là phụ kiện đi kèm hai cái loại tay cầm luôn,
Rồi cuối cùng là cái thân máy. Đó, ra khá là ngon nha anh em, quá trời phụ kiện ha. Anh em gắn vào anh em xài thôi. Rồi con này là chân pin là chân phổ thông M21 ha. Đó. Nó có hai cái tay cầm, tức là anh em có thể gắn tay cầm bình thường là gắn bên này hoặc là tay cầm sách ở trên này ha. Đó. À, con này là chạy lệch tâm nha anh em, để em cắm pin vào chạy thử cho anh em coi. Khá là ok anh em ơi. Đó, chạy lệch tâm ha, tổng cộng là tới 6 cấp số nha. Rồi, nhìn sơ về thông số của máy đây. Anh em nhìn về thông số của máy này. À, tốc độ của nó là từ 2.500 cho tới 4.800 vòng trên phút ha. Và cái bass size của nó là 6 inch. Đó, 6 inch là 100 150. Đó, bánh đĩa này 150 mm. Rồi, 6 cấp số. Nói chung bây giờ đồ họ bây giờ đa số là chuyển qua đồ binh xài hết rồi anh em. Đó, con này rất là nhiều anh em cần nè, đặc biệt là những anh em nào về làm về về sửa xe ô tô nữa. Đó, chà đánh bát cho nó sạch nó bóng ha. Rồi con này thì giá của nó là 1.300.000. 1.300.000 ha, em sẽ hỗ trợ bao ship cho anh em trên toàn quốc trong cái đợt này. Ngoài ra ha, ngoài ra khi anh em mua tại dụng cụ hình gia cái con máy đánh bát này thì em sẽ hỗ trợ thêm, tặng thêm ha. Cái này là bên dụng cụ hình gia tặng kèm. Đó là một cái chuyển nguồn. Đó, chuyển cái này là chị cộng sạc USB chứ, cái này là 150.000 nha anh em. 150.000 ha. Đó. Sáng nè, sử dụng như một cái đèn pin nè. Ở đây nó có hai cổng ra ha, cổng ra sạc nhanh luôn 2.0A. Đó, rất là ok. Anh em mua cái máy đánh bát này giá là 1.300.000, hỗ trợ bao ship cho anh em, đồng thời tặng cho anh em thêm cái đế chuyển USB của Hukan. Rồi, giá của cái cục này là hơn 150.000 nha anh em, 100 đó, hình như là 170 chứ. 170 đó, tức là anh em mua cái này được tặng cái này, ngon lành nha, rất là ok luôn. Đó, 1.300.000 thôi. Đó, còn anh em nào bao ship cho anh em luôn ha. Anh em nào mà tới cửa hàng lấy thì em sẽ hỗ trợ trừ thêm cái tiền xăng cho anh em luôn. Đó, số lượng thì quà tặng có hạn ha. Khi nào mà quà tặng này nó hết thì coi như là em sẽ không có chạy nữa nha anh em, chứ không phải là cái này lúc nào anh em mua cũng được tặng đâu. Nên là anh em nào có nhu cầu mua thì anh em tranh thủ mua sớm, tại vì cái những cái con máy mới này á, mới ra này á, thì cái giá lúc nào nó cũng sẽ bán đúng với cái giá mà bên hãng đưa, không có bán sai được nha anh em. Giá là 1.300.000 ha, tặng kèm một cái đế này, bao ship cho anh em luôn. Ok. À, ngoài ra thì bên hãng nó còn thêm cái máy cưa xích 12 inch nữa. Em có về đây rồi nhưng mà nó to quá, em lười lên. Rồi thì chắc video hôm nay em dừng tại đây ha. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em cứ liên hệ vào số điện thoại em ghi bên góc phải màn hình. Rồi, cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại.